Yo, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Dạo gần đây thì xem mãi mấy cái video về mấy cái đồ Apple, xong rồi công nghệ các thứ cũng hơi nhàm rồi đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ đổi gió một tí nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau review những cái món đồ nó ngớ ngẩn vãi, nhưng mà nó lại hay vãi. Nó hay đến cái mức mà mình phải mua về để mà mình review cho mọi người xem là mọi người hiểu rồi đấy. Chúng ta sẽ đến với món đầu tiên ngay bây giờ. Ngoài ra thì mùa dịch như thế này, ở nhà cả ngày không có gì làm thì mọi người có thể săn deal tại chuỗi thống của Xiaomi Galaxy S20 FE 256GB phiên bản Snapdragon 865, chỉ có giá khoảng 12 triệu thôi. Đường link ở phía bên dưới nha. Cái món đầu tiên, một cái cốc trắng tinh, không có một cái hình thù gì cả. Đổ nước vào, nó đổi màu, nó hiện hình. Thế thì thường quá, mình không thể đem một cái thứ nó tầm thường như thế để giới thiệu cho anh em xem được. Cái cốc này nó rất là đặc biệt. Nó là một cái cốc có thể tóm gọn tất cả mọi cảm xúc từ cái thuở khai thiên lập địa, hỉ nộ, ái ố, yêu thương, thù hận, căm ghét, giận hờn, giận dỗi. Tất cả đều được tóm gọn trong một cái cốc như thế này. Cái này nó chính là cái cốc fuck, hay là cốc còn chúng ta vui quá, we say fuck. Chúng ta buồn quá, we say fuck. Chúng ta tức giận quá, we say fuck. Mỗi sáng chúng ta thức dậy, uống trà, uống cà phê, tận hưởng ngày mới thảnh thơi, sảng khoái, đón chào những năng lượng tươi mới, tích cực. Nhưng mà chúng ta càng uống thì cái ngón tay này nó càng hiện ra. Nó như một cái hiện thực nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Và khi mà chúng ta uống hết cái cốc này ấy, thì nó như một cái lời nhắn nhủ là cuộc sống này nó đang hấp diêm chúng ta mỗi ngày. Rất là khó khăn, không có cái gì nó là dễ dàng cả. Đó. Thế nên là các bạn đừng có tích cực quá, các bạn đừng có yêu đời quá, hãy trầm cảm lên. Và tôi đã phải bỏ ra gần 100.000 để tôi tự chửi mình mỗi ngày với cái cốc nước này. Sau đó tôi nhận ra là có những cái shop khác nó bán cốc này có 60-70. Thế nên là tôi quyết định là tôi sẽ lan tỏa cái năng lượng tích cực này cho anh em ở văn phòng, để xem là mọi người sẽ phản ứng như thế nào với một cái chiếc cốc đầy tính nhân văn như thế này. Cái này là dành cho những người trầm cảm như tôi với bạn này. Ê, cứ cầm đi, không có cái cốc thôi, nó là cái cốc thôi, nó không có cái gì cả. Cái gì đấy? Trời, thằng cuộc sống em ạ. Qua thằng cuộc sống. Ôi dồi, cốc của anh làm sao bằng cốc của em, anh nhìn đây này. Để tôi đọc cái miêu tả của chủ shop về cốc này cho anh em nghe này. Quà tặng cho người đàn ông, đàn bà bội bạc. Cấp trên vô duyên, đứa ăn cắp chất xám hay à, Tuesday hồ ly tinh. Rất rẻ vì những con người đó không xứng đáng có một món quà đắt tiền hơn nhân phẩm của họ. Ơ, thì cái này các bạn có thể mua về để làm quà tặng. Ví dụ như mình thì mình nghĩ là mình sẽ mua về mình tặng cho Chiều ơi. À, tiện đang nói cốc, mình nói cốc này hay cực. Cái cốc này là một cốc hình mặt Darth Vader này, thấy không? Đó, mọi người cứ tưởng tượng mọi người uống nước nhá. Mọi người đổ mấy cái nước kiểu Coca hay là cái nước tăng lực mình đang uống cái này mà nó đầy lên như này là cái mặt Darth Vader sẽ cực kỳ rõ. Nhưng mà mỗi cái là nhìn thì nó hay thôi, nhưng mà cái cốc này mà uống vào mồm thì nó cũng hơi dị. Tôi không hiểu là phải uống từ cái hướng nào nữa. Đấy, có những cái sản phẩm mà nó cũng chẳng được bình thường ấy. Nhìn thì nó hay nhưng mà sử dụng thì nó... Cái này hôm qua mình cho cái viên đá vào nó còn không vừa. May the fox be with me. Chúng ta sang về món đồ thứ hai của video cợt nhả ngày hôm nay. Cái món vớ vẩn tiếp theo mà mình mới mua cùng cái cốc kia, đó là một cuộn giấy vệ sinh in hình tiền đô la với mức giá là 100.000 thì phải, nếu như mình nhớ không nhầm. Đương nhiên là mình không có mua cái giấy này về để mà chùi đít, để mà lau mồm hay là để mà... Tất nhiên là không thể rồi, bởi vì nó in hình tiền đô la mà. Trời, mọi người nhìn này. Uầy, tôi không hiểu vì sao người ta lại có thể nghĩ ra cái trò in hình cái tiền đô la lên cuộn giấy vệ sinh ấy. Mà cuộn giấy này nhìn nó rất là bình thường, nó như một cuộn giấy vệ sinh bình thường, nó chả có gì đặc biệt cả. Ngoài việc là chúng ta có hình tờ 100 đô ở đây. Khi mà các bạn xé nó ra thì cái tờ 100 đô nó sẽ đi theo cái cuộn giấy như thế này.
Đây, để tôi tặng các bạn ít tiền, gọi là tiền tiêu dịch nhá. Thịch nhá, đây tôi. Rồi. Tôi tặng các bạn 100 đô nhá. Đây các bạn xé ra các bạn đi các bạn thanh toán nhá. Tờ 100 đô này thì hoàn toàn có thể được sử dụng và được chấp nhận ở tất cả những cái hệ thống web C và toilet trên toàn quốc. Và nó hoàn toàn có thể quy đổi được ra thành tiền mặt nếu như mà mọi người tìm được đúng người, đúng thời điểm, đúng những ai đi ỉa mà quên không mang giấy. Đó, một ngành công nghiệp tỷ đô đang chờ đợi bạn, một tờ giấy thôi. Nhưng mà hoàn toàn có thể biến tờ 100 đô trong này trở thành tiền real. Buồn gì cho lại, bán gì cho bằng được, đúng không? Hoặc là các bạn đơn giản các bạn mua cuốn này về, họ xong rồi ra lớp, đi học, đi làm, đi chơi. Các bạn thấy, ui dồi ôi, rồi dăm ba mấy ông Bill Gates với Tim Cook với tỷ phú này nọ các thứ, xong rồi Elon Musk các kiểu, làm sao mà bằng tao? Ở nhà tao chùi đít bằng 100 đô la. Và tôi tốn khoảng gần 100 nghìn tôi mua cái cuộn này về chỉ để ngắm như thế này. Vì làm sao mà dùng được? Nó in hình đẹp như này thì dùng cái gì? Cái cuộn giấy vệ sinh này nó còn một cái loại nữa là một cái loại từ điển ấy. Các bạn có thể xé giấy xong rồi mỗi ngày xé giấy nó lại có thêm từ mới để chúng ta học. Món đồ tiếp theo về cái độ nhảm nhí thì nó không kém hai món đồ kia, nhưng mà lại là một cái món cực kỳ nổi tiếng suốt thời gian gần đây, đặc biệt là trên TikTok. Bóng trị stress. Mình đã mua tận 4 quả. Mọi người xem mình từ lâu thì đều biết mình là một người có xu hướng kiểu nghĩ nhiều, si chét, trầm cảm, cực kỳ căng thẳng. Đó, thì mình quyết định là mua cái cục này về. 4 quả, 4 màu khác nhau. Đó, thì nó là một cái bóng trị stress. Bóp ra nó loạt toi phòi như thế này. Nhưng mà cái quan trọng ấy, mình mua cái này bởi vì sao? Bởi vì các bạn có thể xem nhanh cái đoạn video sau đây. Ui dồi ôi, nhìn nó có hay không? Trông nó có hấp dẫn không? Kiểu tưởng tượng nằm lên giường này, cứ khi đi ngủ là mình rất là hay nghĩ nhiều. Không biết mọi người sao, cứ mình cứ nằm lên giường là mình nghĩ đủ mọi thể loại chuyện ABC, cái gen nó rất đau đầu và mình thường xuyên mất ngủ. Thế là mình quyết định mua cái này về kiểu ném chơi ấy, khá là hay. Đây, để mua luôn cho mọi người này. Đấy, sau rồi một tẹo nữa nó sẽ rơi xuống. Trên video TikTok là nó rơi xuống luôn để mình chơi trò bắt bóng ném bắt mà. Chết mẹ rồi, dính mẹ trên kia rồi. Hay là ném thử quả thứ hai lên xem nào. The next day. Đây rồi, con gái bố. Con trai bố đâu? Bố đi làm về rồi, ui dùi, vào, ôi dồi ôi luôn. Quảng cáo và thực tế. Bóng giải tỏa căng thẳng, giảm stress. The next day.